Ôi quá là âm luôn. Chị nhìn đây toàn hàn quá mà. Chị đang bảo chị choáng. Này. Cái này còn chị choáng choáng thấy kinh thấy buồn nôn đúng không? Có cảm giác đấy không? Ôi lông mày với cả mặt đen giống nhau à. Con nhìn thấy sợ không? Đấy, con nhìn mẹ này, đấy. Nghĩa là bây giờ trong người chị đang thấy choáng và cảm giác buồn nôn đúng không? Đấy. Thế là chị có chế độ ăn uống hay tắm giặt gì đêm không? Chị không. Chị thấy hiện tượng này xảy ra lúc nào? Mấy ngày thôi, chị đi xe buýt. À, chị thấy hiện tượng này gì? Này, con thấy mẹ mặt mẹ con như thế nào? Giống con ma. Giống con ma chưa? Đen xì. Này, nhiễm lạnh hết này. Lạnh nắng đấy, con mua nó mật quạt thì bà tắt đi. Đấy. Lấy chăn mát mà lạnh lắm, chị thấy rét. Này, lông mày với cả mặt là đen giống nhau rồi đúng không? Nói rất là đen. Đen là đen luôn đúng không? Ôi sao mà nó đen thế này hả dì ơi? Đau mà. Dì ơi, dì có hay tắm đêm không? Nói đi làm được muộn cũng hay tắm. Rồi, thay đổi thói quen cho cháu nha. Cái này nó đen, nó lạnh hết sai sống lưng là sau này là cái thân này của dì là nó sẽ kéo căng vào là nó mỏi, đau mỏi đại hơn. Trên kia kìa. Đây này, bì đây này. Đấy, trên kia góc trên đây này. Bì. Con bóp này dì đau không? Có, hơi đau. Hơi đau đúng không? Thế là đánh gió như thế nó tự nó đen nhẹ. Ôi sao mà đen thế này. Đỡ lưng không gì? Có, đỡ nhiều. Đỡ mà nhiều rồi đúng không? Chị đi trong thành phố Hồ Chí Minh ra đây đúng không? Em này vừa chơi nhất dương chỉ vào đầu nó tỉnh tháo. Ôi. Nhất dương chỉ. Quá là đen luôn. Con chào bà Trung. Ôi đen thật, thật sự rồi đen. Đánh vùng phổi xem nào. Ôi trời ơi. Phổi đen này. Đây này. Phổi này nhiễm ác này. Tôi đánh đâu đen thế? Đó. Phổi người này cái da bên ngoài thì là người Việt Nam, còn đi đánh cái kia là người da đen. Cái gì? Và lại đấy, đen quá. Trời ơi. Quá là đen luôn. Hôm nay ngày thứ mấy rồi? Ngày thứ 3. Khiếp nhỉ. Ôi, sống lưng thế này sao chẳng lạnh. Công của em là chỉ là những ngày thứ nhất là em mới thấy đau lưng người đúng không? Đây, còn đây còn nó còn có hà thì chị đánh hết ra cho em. Này, hai cái mông này hay mát đúng không? Mông này không phải trở lạnh. Lúc nào cũng thấy lạnh đúng không? Đấy. Nó cứ ngồi kể cả mặc ấm thì mặc ấm chui chăm nhưng cảm giác lúc nào cũng như gió lùa phần mông đúng không? Cái mông em gạo nó cũng sùa nó cũng mát. Đấy. Đấy. Nó có hiện tượng hở huyệt thì nó bắt. Nghĩ xem nào anh cũng bị bắt một người anh yếu. Quá đen. Đánh mặt nó đã đen rồi đánh chân. Anh thấy cái hiện tượng nó ngứa lưng được mấy hôm rồi? Trên điện biên á? Tức là mà vào đấy là nó kiểu nó ánh như thế này giống như kiểu con sâu hay là cái gì nó cho nó rất nhiều cây. Thế vào nó phát bị ngứa luôn. Ngứa thì mụn ấy. Xong anh cứ cậy. Thế em thấy anh vừa cậy xong nó cứ chảy máu ra mà. Chảy ra nó lại càng ngứa. Càng gãi nó càng ngứa đúng không? Dã man chưa? Thật là khủng khiếp. Chị thấy quả đầu gối có hàm khí. Đầu gối có hàm khí. Đấy nên bảo là tại sao mà nó cứ nhức vì thế không? Không nhận không? Vì nó mình không đánh được cái hàn khí này ra, nó cứ bó suốt từ bao nhiêu lâu rồi nó vẫn cứ nhức ở cái từ cái đầu gối này xuống. Đấy. Xong rồi nó kéo lên đây. Vâng. Xong ngang hông. Thế nhưng hôm mà ông thấy từ hôm đánh được cái này ra ông thấy nhẹ không? Đánh cái này nó sẽ nhẹ. Nhẹ đi đúng không? Mà ông thấy cái điểm bó ở chân này giảm hẳn đi nhỉ? Đấy. Thế cháu mới trêu đấy, thì chưa ông thấy chưa? Nó bó cứng như này. Bảo quá lạ chân ông này sao khe kẽ của đầu gối nó cũng đen với chị nhau qua em làm ấy. Sợ thật này. Này sao bảo là cái này trên nhất. Mặt trên này không bị đâu, toàn các cái ăn theo cái này này. Đấy, đấy. Đấy ăn theo cái dây thần kinh đấy, đúng không? Đấy, nó thế sao mà ông mới buốt chân mãi không khỏi là vì lý do đấy. Chân mà đen thế. Tay bà dơ dễ chưa? Bà nắm thử con xem nào. Đấy, nắm ngon rồi đúng không? Bà cầm một đũa rồi đúng không? Bà dơ hẳn cái tay con xem nào. Bà dơ cái tay nào. Đấy,
rất là cao lên thế rồi đúng không? Ôi trời, chân đã đẹp quá. Đèo ơi. NC. Thải độc bằng diện trần đây. Đánh xong nó nhẹ người lắm bạn. Mua dầu dừa và để lau chân cho bà. Đấy, nhìn hai cái tay bà xòe hai cái tay cho xem nào. Nó không sưng như hôm trước bà nhỉ. Hôm trước bà xuống đây sưng ấy. Đấy. Sưng to lên đúng không? Đấy, bà gãy tay là được bao nhiêu tháng rồi? Đấy. Xong mình bó bột lâu ngày quá nó cái cơ của mình nó cứng vào. Yếu cơ. Yếu cơ. Giơ tay nó cứ run là vì lý do đấy. Bây giờ mình lăn để cho nó cái cơ nó mềm ra, nó đàn hồi được. Nèo, như là đi bôi luyên vào bà nhỉ. Kinh quá. Đấy, giờ em cho nó lau cho bà nhá. Đấy, sạch chưa? Đánh xong này về bà thấy nhẹ người cực. Cho em xem nào, đeo đen xì không nào. Eo. Kinh quá. Đấy, nhìn hai chân khác nhau nhé. Đấy, thấy chưa, bạn thấy sạch chưa? Đấy.